mau chỉnh ra, bọn ta sẽ lấy cái trứng đó đem về cho chúa tể của mình. Không, bọn ta sẽ không cho phép các ngươi đụng vào người của ngài ấy. Ngài ấy mà có mệnh hệ gì thì tất cả thế giới này sẽ sụp đổ theo. Các ngươi đừng có hòng. Trước sau gì loài Pokemon của các ngươi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này, rồi loài của bọn ta sẽ lên thống trị. Chúa tể của bọn ta sẽ trở thành vị thần mới. Kẻ nào thức thời đầu hàng giao cái trứng đó ra, bọn ta có thể cân nhắc tha mạng cho. Lũ chết tiệt, các ngươi càng nói càng hồ đồ. Phải được rồi, để Pokemon của chúng ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của loài búa bối thần kỳ là như thế nào. Tiến lên đào anh em. Mày kiếm, chúng mày dám tấn công cả bọn tao luôn à? Khô máu với nó đi. Hả? Ồn ào quá đi. Mình chào đời rồi. Ở đây là ở đâu vậy? Mình là ai? Bố mẹ của mình là loài nào? Sao nhiều xác chết thế này? Bảo vệ chức Pokemon của đấng. Này, ngươi còn sống hả? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cha mẹ của ta đâu? Ngày nỡ rồi. Mau chạy đi. Tránh xa lũ sói độc ác nó ra. Này, ngươi chưa nói thân thế của ta là ai mà. Chào các bạn, tôi là một sinh vật bí ẩn nào đó vừa mới nở ra thôi. Tôi cũng không biết mình là ai nữa, thì thấy được rất nhiều xác chết. Dường như bọn chúng đã có một cuộc ẩu đả kinh hoàng. Không biết bọn chúng tranh giành thức ăn hay là tranh giành gái đẹp mà làm như thế. Sau đó, tôi cũng gấp rút rời khỏi khu vực chết chóc đó và hy vọng tìm được cha mẹ của mình. Bố người ta, ăn cướp, lũ khổ kiếp, bọn ta có chết cũng không giao viên đá đó ra đâu. Có một lũ cướp bóc đang cướp cái thứ gì đó của những sinh vật vô tội. Không được, mình phải ra tay giúp đỡ những sinh vật vô tội kia. Mẹ kiếp, con Pokemon nai con kia, mày dám xen vào chuyện của bọn tao à? Mày có tin là tao bắt mày làm nai khô chiên giòn không? Hả? Chết đi. Này, những sinh vật dễ thương kia, đừng có chạy lung tung, nguy hiểm lắm. Lỡ lũ cướp đó còn thì sao? Vợ của chúng tôi, cô ấy bị thương nặng rồi kìa. Đằng kia có thêm một con cái nữa kìa. Trời đất ơi, sao một con cái mà tới tận hai con đực lận? Loài của chúng tôi là như vậy đó, gia đình một vợ hai chồng nhưng sống rất hạnh phúc. Làm ơn tìm cách nào đó cứu vợ của tôi đi. Được rồi. Sao tự nhiên ta có cảm giác ta có thể chữa lành được vết thương này nhỉ? Để ta thử coi xem sao. Hay quá. Vợ của chúng tôi khỏe lại rồi kìa. Vậy là chúng tôi hết sợ ế vợ rồi. Cảm ơn ân nhân nhiều lắm. Thật không ngờ tôi lại có được một khả năng thần kỳ đến như vậy. Sau đó thì tôi cũng nhanh chóng chào tạm biệt bọn chúng và lên đường. Thì bỗng dưng Nó đằng kia kìa. Là con khu nhỏ đó, nó chính là Pokemon đất sen tạo vừa nở ra. Là lũ sói mà lúc đầu những sinh vật đã chết dặn dò tôi phải tránh xa bọn chúng. Ân nhân, xin đừng đi. Thì ra đây chính là Pokemon đất sáng tạo. Hàng chi, ngài mạnh đến như thế. Cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Chúng tôi không có gì đền đáp. Ngài hãy nhận lấy thứ này. Cái gì vậy? Không. Từ trong người của những sinh vật dễ thương này, bọn chúng đã ném ra một viên đá kỳ lạ. Viên đá này khi chạm vào người tôi khiến người tôi phát sáng. Và rồi tôi lớn lên thần kỳ. Sau đó thì tôi cũng nhanh chân bỏ chạy để hòng trốn khỏi lũ sói chết chóc kìa. Mày không thoát được đâu. Mau bắt nó lại, đem nó về cho chúa tể của chúng ta. Tôi đã cố gắng phóng nước đại. Tuy nhiên lũ sói này, tốc độ của bọn chúng còn kinh hoàng hơn. Sau đó tôi đã bị bao vây và bị bọn chúng tấn công. Nhưng tôi lại đáp trả lại. Tôi cố gắng hết sức hút vào người của bọn chúng. Tiếng gầm thét của tôi vang khắp cả khu rừng. Và rồi kết quả thật bất ngờ, từng con trong bọn chúng đã bị tôi xuyên thủng cả người. Mẹ kiếp, có một cái món chết tiệt này. Mày, cũng chỉ tại các ngươi thôi. Các ngươi làm điều xăm bẫy
thì phải nhận lấy kết quả đắng cay. Được rồi, nhanh chóng rời khỏi khu vực này để tránh cho đồng loại của bọn chúng phát hiện ra. Cứ chạy mãi, tôi đã tới được một cái hồ nước vô cùng lớn và rất mát mẻ. Tôi cũng nhanh chóng lao mình xuống nước. Ôi, thật là tuyệt vời quá đi. Ước gì có một em hươu cái ở đây thì ba cháy bồ chét. Hả? Đằng kia có một con hươu kìa. Trời đất ơi, sao hôm nay miệng tôi thúi quá vậy? Nói gì chúc phóng đó à? Nhưng khoan, con hươu này là một con hươu đực mà. Có vẻ như nó bị thương rất nặng. Được rồi, nhìn đã tội nghiệp quá. Cùng đồng loại với mình để tôi cố gắng cứu nó. Người có thể hồi phục được vết thương của ta à? Không thể nào, chỉ có đấng sáng tạo mới làm được như vậy mà thôi. Hả? Không lẽ ngay đây chính là một cái bó đấng sáng tạo? Ta cũng không biết mình là loài nào nữa, nhưng tất cả những sinh vật khác đều gọi ta là Pokemon đấng sáng tạo. À, còn một cái lũ sói kỳ bí nữa, bọn chúng luôn muốn chi giết ta. Rốt cuộc chuyện này là sao, ngươi có biết không? Vậy là đúng rồi, chính xác là ngay rồi. Nhưng tại sao ngay lại tới đây? Nguy hiểm lắm, ngay mau đi chỗ khác đi, trốn thật kỹ đi. Còn cái lũ sói đó, bọn chúng có một tên thủ lĩnh. Tôi cũng không biết bọn chúng là loài nào nữa, nhưng chắc chắn bọn chúng không phải là Pokemon như chúng ta. Bọn chúng rất mạnh. Hiện tại tên thủ lĩnh đó đang tàn sát rất nhiều Pokemon khác. Muốn ép ngay ra mặt để bắt được ngay, giết chết ngay, hấp thụ sức mạnh của ngay để xóa sổ cả thế giới Pokemon này. Thì ra ta đúng là Pokemon đấng sáng tạo. Nhưng mà rất nhiều sinh vật Pokemon tội nghiệp khác đã hy sinh vì ta. Ta không muốn trốn chạy nữa đâu. Ta sẽ đối mặt với bọn chúng, nói lý lẽ với bọn chúng. Không, không, ngay đừng đi mà. Thật là tôi cũng đã cãi lời khuyên ngăn, nhanh chóng tiến về phía trước thì thấy được một cảnh tượng. Pokemon đấng sáng tạo, ngươi ở đâu? Hãy mau ra đây đi. Coi ta làm gì với cái thế giới Pokemon của ngươi nè. Tất cả con cháu của ngươi ta sẽ tiêu diệt sạch. Không, không. Mau dừng lại, dừng lại. Bọn chúng vô tội. Rốt cuộc, ngươi muốn có ta mà đúng không? Ta đến đây rồi nè. Thưa chúa tể, chính là cái sinh vật hưu này. Nó chính là Pokemon đấng sáng tạo đã tiến hóa thành. Đúng vậy, là ta đây. Ta với ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại muốn tàn phá thế giới này chứ? Chào ngươi, Pokemon đấng sáng tạo. Lâu rồi không gặp. 1.000.000 năm về trước, tại nơi đây là một thế giới hỗn độn. Ta tới đây để xây dựng đế chế của mình, thì gặp ngươi. Ngươi đã giết chết ta, làm cho ta hồn tiêu phách tán. Ta ôm mối hận đó và chờ đợi cho đến bây giờ. Ta đã thu lại tất cả cơ thể của mình, nhưng thật không ngờ ngươi lại hồi sinh chuyển thế. Đúng là ông trời đã giúp ta. Ngươi không còn mạnh như xưa nữa. Ta sẽ báo thù. Hả? Thì ra mình không đang ở trạng thái tối cao, mà từ đầu tới giờ mình chỉ là một dạng chuyển sinh mà thôi. Đúng vậy. 100.000.000 năm ngươi sẽ phải chuyển sinh một lần, và bây giờ là lúc ngươi yếu nhất. Chết thiệt. Vậy được, làm ơn tha cho tất cả Pokemon thế giới này của ta. Ta sẵn sàng giao nộp mạng của mình cho ngươi. Được rồi, được rồi. Chết đi, thật khốn kiếp. Tụi mày đâu? Mau giết hết lũ Pokemon này, xóa sạch bọn chúng. Không cần phải giữ lời hứa với tên Pokemon đấng sáng tạo khốn kiếp đó. Vâng, chú chú ta. À, chú ta ơi, nhìn kìa, nhìn kìa. Còn có thứ ánh sáng gì đó kỳ lạ lắm. Hả, mẹ kiếp, không lẽ hắn chưa chết? Tại sao ngươi lừa ta? Tại sao ngươi lừa ta? Ngươi vẫn muốn tàn sát hết thế giới Pokemon của ta. Chết tiệt, thứ Pokemon đang sáng tạo khổ kiếm này. Ngươi không biết ta chưa bao giờ biết giữ lời với ai à? Còn ngươi nữa, ngươi đã bảo ngươi chết rồi, tại sao ngươi lại hồi sinh? Bởi vì ta thấy ngươi là một kẻ khốn kiếp, là một kẻ lừa gạt. Ta căm phẫn, tức giận. Đột nhiên một nguồn năng lượng ánh sáng của ta đã hội tụ lại, tái tạo lại cơ thể thực thụ của ta. Chết đi, chết đi. Đến lúc rồi,
ta sẽ cho người biến mất khỏi thế gian này một lần nữa. Thật bất ngờ, tôi vô tình để cho thứ ác quỷ này giết chết và cơ thể tôi tan thành mây khói. Nhưng thật không ngờ, khi thấy thứ ác quỷ này không giữ lời hứa, sự căm phẫn tức giận trong người của tôi đã là chìa khóa mở ra một khả năng rất đặc biệt, khiến cho tất cả mọi thứ cơ thể của tôi hội tụ lại và hình thành nên một cơ thể thật thụ. Tôi đã lấy lại được toàn bộ sức mạnh của mình và bắt đầu trừng phạt tên ác quỷ này. Pokemon đơn sáng tạo, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ta có chết, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Vậy là những sinh vật xấu xa muốn tiêu diệt thế giới Pokemon của tôi đã bị tôi xóa sạch. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện một khả năng rất đặc biệt khác, đó chính là tái tạo và hồi sinh lại tất cả những Pokemon mà bị bọn chúng tiêu diệt. Được rồi, mọi người hãy tỉnh dậy nào, hãy có một cuộc sống tốt đẹp và tiếp tục phát triển thế giới Pokemon của chúng ta. Chúng ta sống lại rồi, chúng ta sống.